Khi bạn quen biết một số lượng lớn những người có vị thế tốt trong một số ngành, thì việc kinh doanh của bạn dù thất bại cũng sẽ trở nên khá dễ dàng. Làm giàu từ kinh doanh xin chào các bạn. Hôm nay, làm giàu từ kinh doanh xin chia sẻ đến các bạn 8 lý do khiến các doanh nhân thành công dẫu mắc sai lầm nhưng vẫn không đánh mất đi địa vị và sự giàu có của họ. Chắc hẳn bạn đã từng nghe câu chuyện về việc Steve Jobs bị sa thải khỏi công ty do chính ông sáng lập. Chính xác là ông đã bị Apple và ban hội đồng quản trị bỏ phiếu sa thải vào năm 1985. Vậy bạn có biết Apple không phải là công ty giúp Steve Jobs kiếm được hàng tỷ USD, mà chính xác là công ty Pixar đã giúp cho Steve Jobs trở thành tỷ phú. Dưới đây là 8 lý do khiến các doanh nhân thành công không đánh mất địa vị và sự giàu có của họ, mặc dù đã có lúc họ cũng mắc phải sai lầm. Lý do đầu tiên đó chính là họ có cố vấn pháp lý tốt. Nếu như sau khi bạn gặp phải một khủng hoảng nghiêm trọng, bạn mới bắt đầu tìm kiếm những lời khuyên pháp lý để giải quyết vấn đề, thì khả năng cao là bạn không có nhiều giải pháp có lợi cho bản thân. Tuy nhiên, nếu bạn luôn trang bị đầy đủ để phòng ngừa hoặc bảo vệ bản thân trước những trường hợp xấu có thể xảy ra, thì những lời khuyên đó chắc chắn sẽ rất có ích đối với bạn. Các doanh nhân thành công hiện nay không đánh mất địa vị cũng như sự giàu có của bản thân nhờ vào việc họ trang bị tốt các thông tin về mặt pháp lý. Đây là những kiến thức tham khảo cần thiết mà bạn nên có được trước khi bạn cần đến chúng. Lý do thứ hai, đó chính là họ đã xây dựng các mối quan hệ bền chặt. Người tốt nhất để bạn vay tiền trong lúc cần chính là người đã từng cho bạn vay tiền trong quá khứ. Về cơ bản, bạn sẽ rất khó để mượn tiền một người mà bạn chưa từng có mối quan hệ thân thiết ở mức độ nhất định. Vậy, làm thế nào để bạn làm được điều này? Bạn hãy mượn tiền họ khi bạn chưa thực sự cần và trả lại tiền cho họ thật hậu hĩnh. Bài học ở đây chính là hãy giữ mối quan hệ thân thiết đối với những người đã quyết định cấp vốn cho dự án của bạn. Ngoài lý do bạn sẽ cần phải huy động tiền từ họ một lần nữa, thì còn bởi vì những mối quan hệ tốt sẽ có lúc giúp ích cho bạn rất nhiều trong cuộc sống, đặc biệt là những lúc bạn đang gặp khó khăn. Lý do thứ ba đó chính là họ quen biết được nhiều người có vị thế tốt trong ngành. Bạn có thể tham khảo những kiến thức sâu rộng từ họ. Khi bạn quen biết một số lượng lớn những người có vị thế tốt trong một số ngành, thì việc kinh doanh của bạn sẽ trở nên khá dễ dàng. Việc mở rộng mối quan hệ là bước đệm khá tốt để các doanh nhân có thể dễ dàng xử lý các bất lợi trong hoạt động kinh doanh của họ. Những người đang gặp bế tắc thường là những người chưa xây dựng được liên kết thực sự rộng lớn. Lá chắn phòng thủ của một người giàu có chính là những người có vị thế tốt trong ngành. Những người này sẽ cung cấp cho bạn những giải pháp kịp thời và có giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần. Lý do thứ tư, đó chính là họ có nhiều khoản đầu tư khác nhau. Các doanh nhân mới khởi nghiệp thường nghĩ rằng họ phải đầu tư mọi thứ họ có vào việc kinh doanh mà họ đang điều hành. Tuy nhiên, những người thông minh biết rằng họ phải đa dạng hóa những khoản đầu tư của mình vào nhiều dự án khác nhau, kể cả đó là những khoản đầu tư họ không trực tiếp quản lý. Những khoản đầu tư đó hầu hết đều có sự tham gia của người khác. Họ không đơn phương nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Do đó, họ sẽ cùng nhau thực hiện những hạng mục được đầu tư, không đơn thuần chỉ theo ý muốn của họ. Đó có thể là các khoản đầu tư với gia đình, con cái, người thân, đối tác kinh doanh của họ ở các quốc gia khác. Rủi ro từ hoạt động kinh doanh hợp tác sẽ được san sẻ và kiểm soát tốt hơn. Lý do thứ năm, ai đó nợ họ một ân huệ. Cụm từ nổi tiếng "tôi nợ bạn" cũng có tác dụng trong hoạt động kinh doanh. Khi một doanh nhân đủ sáng suốt, có lòng tốt giúp đỡ mọi người, họ thường sẽ được giúp đỡ ngược lại khi họ cần. Trong một số trường hợp, các doanh nhân đã từng giúp đỡ cho rất nhiều người. Tuy nhiên, đến thời điểm họ cần mọi người giúp đỡ ngược trở lại, mọi người lại phớt lờ họ. Điều này là do những doanh nhân này đã không giúp đỡ mọi người đúng bối cảnh hoặc trong hoàn cảnh thích hợp để được nhận lại sự hỗ trợ khi cần thiết. Trên thực tế, không phải ai cũng thích được ai đó nhắc rằng bạn nợ tôi một ân huệ. Thay vào đó, bạn có thể cân nhắc những lời lẽ khác để giúp mọi người hiểu ra được điều đó. Lý do thứ 6, họ giữ được mối quan hệ tốt với chính phủ. Một hoạt động kinh doanh lớn thường sẽ có mối liên hệ với các luật sư, chủ ngân hàng, kế toán, cố vấn pháp lý và các chính trị gia. Xây dựng mối quan hệ tốt với chính phủ là điều quan trọng ở mọi quốc gia. Ngay cả những quốc gia coi trọng xu hướng thị trường tự do, thì những người kinh doanh sáng suốt đều biết rằng nếu họ chống lại chính quyền, họ cũng giống như cá bơi ngược dòng, không thể phát triển được. Có mối quan hệ tốt với chính phủ không đồng nghĩa với việc bạn bị đối xử bất công hoặc được ưu ái hơn, mà chỉ là bạn sẽ được hỗ trợ công cụ, nền tảng để xây dựng lại từ đầu.
Nếu chẳng may bạn thất bại hoặc phá sản, các khoản trợ cấp, các khoản vay do chính phủ hậu thuẫn, các hợp đồng của chính phủ là một số ví dụ điển hình về công cụ mà các doanh nhân đã tận dụng để giúp hoạt động kinh doanh của họ thành công hơn. Lý do thứ 7, họ có một đội ngũ luôn trung thành, sát cánh cùng họ. Khi các doanh nhân vô tình mắc phải sai lầm lớn, đội ngũ của họ sẽ là những người có thể làm cho hoạt động kinh doanh tồi tệ hơn hoặc kiểm soát tình hình tốt hơn. Khi đội nhóm của họ bị tan rã và chỉ còn lại mỗi một mình họ, thì những vấn đề họ phải đối mặt sẽ rất khó có thể khắc phục và sửa chữa. Tuy nhiên, nếu họ có một đội ngũ luôn vững chắc và trung thành, hầu hết mọi tình huống khó khăn trong kinh doanh đều có thể kiểm soát và khắc phục thành công. Chính vì vậy, đằng sau mỗi doanh nhân thành công là một tập thể hoạt động không ngừng nghỉ và luôn trung thành. Lý do thứ 8, và cũng là lý do cuối cùng, đó chính là họ biết cách kinh doanh. Cuối cùng, trò chơi khởi nghiệp luôn hướng đến một mục tiêu cao nhất, chính là kinh doanh hiệu quả. Đây là một kỹ năng mà bất kỳ một doanh nhân thành đạt nào cũng đều phải thành thạo. Vì vậy, khi họ lâm vào khó khăn và thất vọng, họ sẽ quay trở lại tận dụng kỹ năng này của mình để tiếp tục chiến đấu. Một doanh nhân là một nhân viên bán hàng bậc thầy, sẽ không bị ngăn cản bởi bất kỳ lý do gì để xây dựng lại từ đầu sau khi họ mắc phải sai lầm lớn nào đó. Họ chỉ cần có thứ gì đó để kinh doanh, họ sẽ tiến hành thực hiện nó theo cách tối ưu nhất. Đây chính là những lý do cốt lõi khiến các doanh nhân thành công vẫn luôn giữ được vị thế và sự giàu có của mình, ngay cả sau khi họ mắc phải một sai lầm lớn. Những điều này thực sự rất quan trọng đối với các doanh nhân muốn thành công trong bất kể hoàn cảnh nào. Nếu thấy video này hay và hữu ích, hãy chia sẻ với Làm Giàu Từ Kinh Doanh bằng cách bình luận ở bên dưới. Đừng quên tận dụng thời gian ở nhà khi giãn cách xã hội để đọc thêm nhiều sách, trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng để nâng cấp bản thân. Nhân dịp thành phố, đất nước mở cửa kinh doanh, Làm Giàu Từ Kinh Doanh tri ân đến độc giả chương trình Mở Trang Sách Đón Cơ Hội Mở Cửa Kinh Doanh. Thời gian diễn ra từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10. Ưu đãi free ship cho tất cả đơn hàng khi đặt mua tại website Happy Life, gian hàng của Happy Life trên Tiki, Shopee, Lazada. Đặc biệt, tặng ngay một cuốn sách 396 lời khuyên khai thông trí tuệ ngẫu nhiên đối với đơn hàng trên 1.010.000. Để tìm hiểu thêm về sách đầu tư, kinh doanh, phát triển bản thân, mọi người có thể tham khảo tại cửa hàng Happy Life trên Tiki, Shopee, Lazada hoặc trên website happy.live. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share, đừng quên đăng ký kênh Làm Giàu Từ Kinh Doanh, ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm Giàu Từ Kinh Doanh với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, marketing. Làm Giàu Từ Kinh Doanh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.